lo due. Ok, xong anh ạ. Chuẩn bị cả nhà ơi. Woo. Anh ấy đếm ngược em lên đúng không? Một trăm ơn thật lớn nào để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả thân mến. Tôi đang có mặt ở một nơi đặc biệt để chuẩn bị chờ đón một sự kiện đặc biệt. Đó là lễ ra mắt smartphone mới nhất của tập đoàn BKAV, Bphone B86. Một sự kiện mà được giới công nghệ rất là chờ đợi. Mà những người chờ đợi nhất thì thưa quý vị chính là những người chắc chắn rồi hâm mộ Bphone. Chúng tôi đang muốn nói đến những Bfan đang ở đây. Wow, cảm ơn các bạn. Hôm nay vỗ tay thật lớn nha, hết mình nha, cười thật tươi nha. Bởi vì sao? Các bạn chính là không khí của buổi lễ này. Thưa quý vị, chúng tôi đã rất là sẵn sàng rồi. Và quý vị có thể thấy cái sự sẵn sàng đó bằng cách rất đơn giản thôi. Nếu được, ngay bây giờ hãy lấy xe đi ra ngoài đường, đến với một Bphone Store gần nhất nơi quý vị đang sinh sống. Quý vị sẽ thấy sự sẵn sàng đó. Chúng tôi đã trang hoàng, đã chuẩn bị cho sự ra mắt của Bphone B86 rồi. Ví dụ như nơi tôi đang đứng đây chẳng hạn là một Bphone Store tại Hà Nội, có địa chỉ tại tòa nhà CT3 số 88 Dương Đình Nghệ. Nơi đây thì thông thường hàng ngày ấy sẽ là một địa điểm rất là tuyệt vời. Nếu như quý vị khán giả nào đó mong muốn được tìm hiểu những thông tin liên quan đến những sản phẩm của Bphone hay là những sản phẩm của tập đoàn BKAV nói chung, không chỉ là những thông tin về sản phẩm đâu, quý vị còn có thể tìm hiểu về những dịch vụ bán hàng, những chính sách khuyến mại vân vân. Tất cả những thông tin về những sản phẩm của BKAV đều sẽ có tại những Bphone Store như thế này. Và ngày hôm nay nó đang chờ đợi một sự kiện đặc biệt như chúng tôi đã nói tới quý vị. Tất nhiên rồi, những ngày thông thường thì đây còn là một nơi giao lưu của những Bfan nữa. Phải có thế các bạn thưa quý vị. Phải tính không ạ? À? Ok, có một thông tin này phải nói thêm với quý vị, đó là theo như kế hoạch á, thì đáng lẽ ra thế nhỉ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đang gặp nhau tại một sân khấu rực rỡ ánh đèn, một buổi lễ ra mắt hoành tráng, một sân khấu có hàng nghìn khán giả, đó là sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tuy nhiên, quý vị biết đấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trên tinh thần đó là chúng ta không chủ quan trước những diễn biến rất có thể sẽ xảy ra của dịch Covid-19 trong tương lai. Vậy nên ngày hôm nay, tập đoàn BKAV cùng VTV24 đã phối hợp để tổ chức lễ ra mắt Bphone B86 này. Và chương trình lễ ra mắt sẽ gồm có hai phần. Chúng tôi xin nói ngắn gọn như sau để quý vị có thể tiện theo dõi. Phần thứ nhất đó là một phần livestream trực tiếp từ trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đó là nơi mà chúng ta sẽ được biết những thông tin mới nhất về chiếc smartphone mới nhất Bphone B86 này. Hãy cùng chờ đợi ở phần đó. Và sau khi cái phần này khép lại, quý vị có thể theo dõi ở trên những nền tảng số của VTV hay là những kênh truyền thông chính thống của BKAV. Sau khi phần livestream này khép lại, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với Bphone Store Hà Nội, nơi tôi đang đứng ở đây. Để làm gì? Để chúng ta trực tiếp nhìn tận mắt, sờ tận tay chiếc Bphone B86 mới nhất của tập đoàn BKAV. Tất nhiên rồi, để mà có được cái không khí đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị rất nhiều những chia sẻ của những khán giả, của những Bfan và của những cả những reviewer khi mà theo dõi những sản phẩm này nữa. Hãy cùng chờ đợi những thông tin này quý vị nhé. Bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Chiếc Bphone B86 của chúng ta đang ở đâu? Ở một nơi rất đặc biệt, rất gần mà rất xa. Mời quý vị theo tôi. Tại sao nói rất gần và tại sao nói rất xa? Rất gần là bởi vì nó ngay đây thôi quý vị. Nó ở ngay đây trong Bphone Bstore này. Và rất xa là gì? Ngay đây, nhưng mà mình làm sao mình nhìn thấy nó đây? Làm sao mình chạm vào nó đây? Quá khó, bởi vì nó đang nằm ở trong chiếc vali số này. Vali số là có cái số, cái mã mới có thể mở được. Chúng tôi không biết cái mã để mở cái vali này. Chỉ có một người biết thôi, đó chính là chủ tịch của tập đoàn BKAV, anh Nguyễn Tử Quảng. Một lát nữa trong phần livestream, cái phần cuối cùng tại S14 á, thì anh Nguyễn Tử Quảng sẽ chia sẻ với chúng ta mã số này để chúng ta mở ra trực tiếp cầm trên tay chiếc Bphone B86. Tại sao lại phải có cái sự bí mật này? Hey, chúng ta hãy thử hỏi một thành viên của BKAV, bạn Tuấn á. Bạn Tuấn đứng đây canh cái vali này nãy giờ rồi. Tâm lý đằng sao bạn?
Chúng tôi cũng giống như các khán giả của chúng tôi đã rất hồi hộp để chờ đón giây phút mở vali này ra để đưa những chiếc Bphone B86 đầu tiên đến với khách hàng của mình. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng đang hồi hộp đây. Tôi đứng đây nãy giờ mà tôi thấy cái chỗ này là thu hút ánh nhìn nhất trong cả không gian của Bphone B-Store lúc này. Chúng tôi mời quý vị nhá, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những đầu cầu khác, những Bphone Store khác ở nơi mà cũng đang có những chiếc vali như thế này, và tất nhiên tất cả đều đang chưa biết mã số. Hãy cùng đến với những đầu cầu đó, xin mời. Đầu tiên có lẽ sẽ là Bphone Store của Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, xin mời ạ. Không khí ở đó đang như thế nào ạ? Bây giờ sẽ là không khí của B-Store tại Đà Nẵng. Mọi người đều đang rất là hào hứng, hồi hộp, chờ đợi sự ra mắt chính thức của Bphone B86. Tất nhiên rồi, như chúng tôi đã nói với quý vị đấy, rất gần mà rất xa. Nghệ An cũng vậy, những chiếc vali đã sẵn sàng. Và vẫn không có ai biết mã số cả, chúng ta đều đang chờ đợi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng quay lại với Hà Nội nhá, nơi mà tôi đang đứng ở đây. Quay về với đầu cầu Hà Nội, chúng tôi muốn rất muốn trò chuyện thêm với một B-Fan đi. Đây rồi, xin mời một đại diện của B-Fan được không ạ? Rồi, xin chào anh đứng luôn đến đây, Anh giới thiệu nhanh nhá, một chút về mình, anh tên là gì ạ? Mình là Lê Mạnh Trường, một thành viên của B-Fan. Anh Lê Mạnh Trường đã tham gia vào B-Fan bao lâu rồi? Mình tham gia B-Fan từ lúc mình dùng điện thoại B2, tức là khoảng 3 năm trước rồi. Bây giờ vẫn đang là chiếc điện thoại B2 đó đúng không ạ? Đấy, anh lấy ra cho em xem cái nào. Bây giờ phải hỏi một câu này rất khó mà tôi nghĩ rằng là cũng chưa chắc đã khó đâu với những người yêu thích Bphone. Đấy là tại sao trong một rừng những thương hiệu của những smartphone khác nhau, anh lại lựa chọn Bphone là thương hiệu để mình gắn bó, là một chiếc điện thoại để mình cầm trên tay, tại sao lại là Bphone? Mình thấy đơn giản lắm. Mình là người Việt Nam. Trước khi sử dụng một thương hiệu của nước ngoài, mình sẽ nghĩ xem ở Việt Nam có thương hiệu tương tự hay không. Mình sẽ để thương hiệu Việt Nam ở số 1 trước. Nếu thương hiệu Việt Nam mình không đáp ứng được mình thì mình mới phải chọn nước ngoài. Đơn giản thế thôi. Rõ ràng là khi mà gắn bó với Bphone một khoảng thời gian dài như vậy thì chiếc Bphone này đã không làm anh thất vọng đúng không? Anh thích nhất ở Bphone là điều gì? Về Bphone thì mình thích là có thể nói là Bphone là điện thoại thường hay kiểu dẫn đầu xu thế. Ở đời B2 của mình là điện thoại đầu tiên có macro, chụp ảnh macro. Đến đời Bphone 3 là có thiết kế tràn đáy. Và đến đời thứ tư này thì anh Quảng đang bật mí là có máy ảnh, có nhiếp ảnh điện toán. Và việc thiết kế là không có phím bấm vật lý. Mình đang chờ mong ở trong vali lắm. Tất nhiên rồi. Lúc đấy tôi còn thấy các anh em ở cộng đồng Bphone còn trêu nhau là ước gì bây giờ mà xách được cái vali này mà chạy luôn cái thì hay quá. Nhưng mà khó, tại sao không biết mã sao mở ở đây đúng không? Bây giờ nói về kỳ vọng đi. Chiếc Bphone B86 sắp ra mắt rồi. Anh kỳ vọng điều gì ở chiếc Bphone này? Như mình vừa nói, thì mình kỳ vọng hai điều. Về thứ nhất là nhiếp ảnh điện toán. Về thứ hai là thiết kế không có phím bấm vật lý. Còn nếu mà có thêm điều thứ ba thì càng vui thôi. Anh Quảng là mình bất ngờ điều thứ ba là thì tốt quá. Chúng ta cùng chờ đợi biết đâu đó đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị, theo như chúng tôi vừa mới cập nhật thông tin từ phía ban tổ chức chương trình thì hiện giờ đang có khoảng 5.000 người theo dõi trực tiếp buổi livestream này trên các hệ thống số của VTV, có trang fanpage của trung tâm tin tức VTV24 cũng như là trên kênh YouTube của VTV24. 5.000 người trên YouTube và 4.000 người trên trang fanpage. Cảm ơn quý vị, hãy tiếp tục chia sẻ nha để lan tỏa thông tin, để ủng hộ cho một thương hiệu của Việt Nam. Chúng tôi tin là sẽ không để quý vị thất vọng. Bây giờ cũng theo một thông tin tôi vừa nhận được, đó là trường quay S14 đã sẵn sàng. Quý vị đã sẵn sàng để đến với những thông tin tuyệt vời nhất liên quan đến chiếc Bphone B86 đây hay chưa? Hỏi khán giả khó quá, bây giờ hỏi người đây sẵn sàng chưa nào, cho xin chàng vào tay. Ok ạ, máy quay cho xin một loạt những nụ cười, một tràng vỗ tay nữa thật lớn đi ạ. Một người khác đi, nói về một kỳ vọng khác đi. Bạn nữ đi xem nào. Bạn lên đây. Nói một chút nha. Kỳ vọng điều gì ở chiếc Bphone B86 này, ngắn gọn thôi cũng được. Hay là một cái điều gì đấy bạn thích nhất? Em, bản thân em thì em rất kỳ vọng ở cái giá thành của Bphone. Vâng, giá thành Bphone sẽ tiếp cận tốt nhất với người dùng. Mà hầu như là người dân Việt Nam ai cũng sẽ có thể là sở hữu cho mình một cái máy Bphone hay Bphone 86S.
Em rất mong điều đấy ạ. Tôi nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một điều mà tôi không thể nói trước được vì vì tôi sẽ phải để dành thông tin cho trường quay S14 là một, và cái thứ hai nữa tôi cũng không thể biết hết được tất cả những thông tin, đặc biệt là liên quan đến giá thành. Nhưng mà tôi nghe phong thanh thôi là giá thành của chiếc Bphone B86 lần này cũng sẽ rất là dễ dàng để quý vị khán giả, dù là ai, lứa tuổi nào, đang làm công việc gì, cũng có thể mình có được cái chiếc Bphone B86 đó. Tôi cũng hồi hộp đây này. Bạn này định cầm chiếc vali này chạy đi đúng không? Không, em không có sức thế đâu anh ạ. Vâng, thì em cũng rất mong là Bphone sếp Nguyễn Thị Quảng có thể ra mắt Bphone được thành công nhanh chóng, và cũng thể cung cấp nhanh một chút cái mật mã của chiếc vali này ạ, để mọi người có thể được chiêm ngưỡng cái Bphone 86 nhanh nhất ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn bạn. Nào, bắt tay cái nào. Sorry bạn nhé. Rồi, mời bạn ngồi đằng kia. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin dành ít phút này để giới thiệu với quý vị một chút về không gian của B-Store này. Quý vị thấy không? Xung quanh đây, không gian rất là tuyệt vời. Một không gian công nghệ, mình nhìn cái là mình đã thấy công nghệ rồi. Trong đó có một cái góc này, rất là hay quý vị nha. Đi một vòng qua bên đây, đó. Ngoài cái vali này ra, mọi người đều rất là thu hút. Logo này bỏ qua nha, tất nhiên là phải có logo rồi. Bên đây mới là cái chỗ hay này quý vị. Tại sao cái chỗ này hay? Bởi vì một lát nữa thôi tôi sẽ ngồi đây cùng với một người mà tạm gọi là chuyên gia công nghệ. Một người mà quý vị rất là quen mặt. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì đó sẽ là người mà đưa đến cho chúng ta những cái thông tin cập nhật mới nhất, những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh ấy có được trực tiếp khi mà cầm trên tay chiếc Bphone B86 này. Đó là ai? Anh ấy sẽ chia sẻ điều gì về chiếc Bphone này? Chờ đợi quý vị nhé. Đằng sau này còn có, đây rồi, cái bia này. Trời ơi, cái bia này hay quá quý vị ơi. Cái này là bình thường là mọi người hay là muốn giải trí là mọi người ném phi tiêu vào đây hả? Cái này là em không biết là tại sao có này. Một anh Tuấn quay lại đây nào. Quay lại đây, đứng xuống đây, giải thích tại sao có cái này. Khán giả bây giờ tò mò nè. Đây là một chi tiết rất đặc biệt trong chương trình của chúng tôi. Và hãy cùng chờ đón sự xuất hiện ở trường quay S14. Làm gì ạ? Đó là một bí mật của lễ ra mắt năm nay. Ok, mình cùng chờ đợi nhá. Chờ đợi cái điều này. Thưa quý vị, bây giờ theo thông tin chúng tôi nhận được thì trường quay S14 đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi xin được kết nối với S14 ạ. S14 hiện giờ đang chỉnh sửa một chút về mặt kỹ thuật để có thể kết nối với chúng ta. Bây giờ như thế này, có cái thông tin này mà tôi vừa mới nhận được, đạo diễn có nói với tôi, đấy là trên fanpage ấy, có một số anh chị em nhắn tin hỏi xem là bây giờ cái vali này cứ để đây từ nãy giờ nhìn thấy thôi, bây giờ mở ra cái được ngay thì sao, tức là có khóa số thật hay không. Ê, bây giờ mình kiểm tra luôn. Bạn Tuấn thân mến, cái này bạn làm sao để cho khán giả thấy là nó có khóa số thật nào? Bây giờ là sao máy mà zoom cận vào đây được không ạ? Không ai biết gì nhá. Không ngờ được quý vị nhá. Rõ ràng là như thế nhá. Một lát nữa chúng ta cùng xem là trong này có cái gì cụ thể quý vị nhá. Đó, rất là nặng. Tôi không hiểu tại sao mà trong cái vali này lại nặng như thế. Chiếc Bphone này nặng thế ạ. Và đây cũng chính là một điều bí mật mà chúng tôi muốn chờ đón, bởi vì đây chúng tôi muốn đảm bảo sản phẩm của mình, cái lễ ra mắt của mình thực sự online và giữ bí mật cho sản phẩm đến phút cuối cùng. Đó cũng là cách mà chúng tôi tôn trọng các khán giả và tôn trọng các Bphone của mình. Bây giờ quá khó để mà mình có được những cái thông tin liên quan đến Bphone này. Bây giờ biết sao quý vị? Bây giờ mình hỏi là, ê bạn cho chia sẻ thì không, tôi bí mật. Bây giờ có cách nào khác không để có thông tin này? Chỉ có một cách, đó là mình chờ đợi. Vâng ạ, chúng tôi xin được cập nhật thêm một số không khí tại những đầu cầu khác của Bphone ạ. Thành phố Hồ Chí Minh đang như thế nào ạ? Không khí thành phố Hồ Chí Minh đang như thế nào ạ? Vâng, quý vị có thể thấy, nếu như lúc này chúng tôi xin được nhắc lại nha, đang có hàng nghìn người theo dõi trên các hệ thống số của VTV. Có kênh YouTube này, có trang fanpage này, hàng nghìn người rồi. Nhưng mà nếu như có thể được, quý vị hoàn toàn có thể lấy xe ra, quý vị nhá, đi đến Bphone để trực tiếp tham gia vào chương trình của chúng ta.
Vâng ạ, lúc này trên các nền tảng số của Trung tâm Phát triển Nội dung số của VTV, chúng tôi đang rất là vui khi mà được chào đón hàng nghìn khán giả đang theo dõi buổi livestream này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc chắn là buổi livestream này sẽ không để quý vị thất vọng. Chắc chắn. Chỉ cần quý vị làm một điều thôi, đó là hãy cùng chờ đợi, hãy cùng hòa mình với không gian của công nghệ. Nếu được, xin được nhắc lại, nhấc xe lên đến Bay Store quý vị nha, để mình cùng trải nghiệm.
than 300 stores around Vietnam, and earlier this year entering the Myanmar market. Their aim has been to create a premium product as part of the country's tech revolution. The firm says it brings great pride to be able to launch a smartphone brand so distinctively their own. Ấn tượng. Và tôi rất tò mò về nhiếp ảnh điện toán đang được nói rất nhiều gần đây. Rất đáng để chờ đợi. Các bạn cũng có thể thấy là chúng ta sẽ được bổ sung thêm hai màu sắc mới, đó chính là màu xanh dương cũng như là màu hồng. Xin chào mừng quý vị và các bạn. Bphone B86 trải nghiệm không giới hạn. Từ trong tâm, hơn 10 năm qua, chúng tôi muốn và nỗ lực đem tới cho người Việt Nam chiếc Bphone có mọi thứ tốt nhất với mức giá cũng hợp lý nhất. Điều này thật tham vọng, nhưng không phải là không thể. Và hôm nay, tôi mang đến đây một chiếc Bphone với trải nghiệm không giới hạn. Tiên phong trong nhiếp ảnh điện toán đem đến những trải nghiệm không giới hạn. Tất cả những người đã có cơ hội cầm trên tay Bphone B86 thì đều có chung một cảm nhận là thiết bị có thiết kế sang trọng, cảm giác cầm nắm tốt. Khả năng chống nước, chống bụi chỉ có ở những máy cao cấp nhất trên thị trường. Trải nghiệm không giới hạn với khả năng bảo mật hàng đầu của Bphone B86. Khả năng tìm lại máy thất lạc chưa có ở nhà sản xuất nào trên thế giới có thể làm điều tương tự. Trải nghiệm không giới hạn với những tính năng dẫn dắt xu hướng như là thiết kế màn hình tràn đáy không tai thỏ, hay là chụp ảnh macro, hay là khả năng điều khiển cử chỉ toàn diện full gesture. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ tiếp nhận bảo hành tận nơi, bảo hành sửa chữa tại nhà là những trải nghiệm chưa từng có với các nhà sản xuất khác. Bphone Store mang đến những dịch vụ cao cấp nhất về bán hàng, về chăm sóc khách hàng, về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật. Tất cả những điều này mang đến những trải nghiệm không giới hạn, những cảm xúc không dễ có. Và trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những trải nghiệm không giới hạn mới.
Bphone B86 thiết kế tối giản với viền đều và không có cằm. Đây là smartphone đầu tiên không có phím bấm. Vâng, ở đây chúng ta thấy có một cụm camera rất lớn và chúng tôi gọi là tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Và bây giờ thì tôi xin giới thiệu anh Hoàng Minh Cường là giám đốc thiết kế BKAV, người đã thiết kế ra những phiên bản Bphone, sẽ lên sân khấu để nói rõ hơn về thiết kế của Bphone. Xin mời anh Cường. Chúng tôi thiết kế Bphone như một khối kính. Bphone B86 là máy hiếm hoi trên thị trường, có viền màn hình đều và không có cằm. Phần chán vốn là thương hiệu của Bphone 3 nay đã được thu gọn một cách hợp lý hơn. Với thiết kế như vậy, cầm trên tay các bạn sẽ cảm nhận được sự chỉn chu và tối giản. Hơn thế nữa, nó còn không có phím bấm. Chúng tôi đã vượt qua các thiết kế khác để sản xuất một thiết bị không có phím bấm đầu tiên. Chính vì vậy, thiết bị trông càng tối giản, nó sẽ như một khối kính duy nhất. Hiếm có thiết bị nào trên thị trường có thể đạt được như vậy. Để đạt được trình độ có thể bỏ tất cả các phím bấm, chúng tôi đã giải quyết nó bằng công nghệ và phần mềm. Lát nữa, đồng nghiệp của chúng tôi sẽ trình bày về điều đó. Các bạn cũng có thể thấy Bphone B86 có thiết kế camera rất lớn. Đó là do tính năng mà nó mang lại, cho nên hình thức bên ngoài phải tương xứng với sức mạnh ở bên trong. Nói cách khác, camera của Bphone B86 sẽ tốt cả gỗ, đồng thời tốt cả nước sơn. Một camera lớn dẫn đến bề mặt tiếp xúc lớn, rất dễ bị chảy xước. Tuy nhiên, điều đó cũng nằm trong tính toán thiết kế của chúng tôi. Các bạn sẽ thấy phần viền nhô lên 0,15mm để hạn chế kính tiếp xúc khi đặt trên mặt bàn, đồng thời loại bỏ hoàn toàn việc cọ sát và trực tiếp vào các hạt cát nhỏ. Ngoài ra, đây là kính cường lực của Gorilla Glass được phủ coating. Ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn một thiết bị không phím bấm vật lý đầu tiên. Một thiết bị mang trong mình sức mạnh, tối giản và tinh xảo. Điều đó sẽ đem đến cho các bạn một cảm xúc đặc biệt. Vừa nãy thì anh Cường có nhắc đến cụm camera lớn, cũng như là tôi cũng vậy. Thế thì chắc là nhiều bạn sẽ liên tưởng đến một sản phẩm khác ở trên thị trường đúng không ạ? Chắc là tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng là tôi nghĩ là như này. Tôi nghĩ là trông thiết bị của hãng khác có vẻ như là giống bếp than tổ ong hơn. Còn của chúng ta thì nó giống với bếp từ hơn. Đúng không ạ? Camera bếp từ. Năm nay thì Bphone B86 của chúng ta lần đầu tiên sẽ có những màu mới, đó là màu xanh và đây là màu hồng. Không những thế thì góc bo của Bphone B86 cũng mềm mại và gợi cảm hơn. Nếu như mọi năm thì với ngoại hình tương đối là nam tính thì Bphone khách hàng chủ yếu là các anh nam giới. Thế nhưng là năm nay thì chúng tôi hy vọng là sẽ thu hút được nhiều chị em hơn nữa. Và đặc biệt là chúng ta có những màu mới cũng là để thu hút các chị em. Thế nhưng là tuy nhiên là khi chiếc máy đã sản xuất ra thì chúng tôi đã thực hiện những khảo sát đánh giá thị trường thì rất là ngạc nhiên là rất nhiều anh em thích cái phiên bản màu hồng như thế này. Tôi rất ngạc nhiên. Đấy. Và đấy là lý do tại sao ấy là năm nay là tôi ra mắt với phiên bản màu hồng như thế này.
Tôi cũng thích nó, tôi rất thích nó. Camera trên Bphone B86 tiếp tục được nâng cấp khả năng lấy nét nhanh và độ chính xác, giúp cho những tình huống chụp chuyển động nhanh như chơi thể thao, chúng ta vẫn có thể chụp được những bức ảnh sắc nét. Đây là những hình ảnh chụp mà chủ thể di chuyển với tốc độ tương đối cao. Với khả năng bắt nét nhanh, Bphone B86 vẫn bắt dính được đối tượng chuyển động để cho ra hình ảnh sắc nét. Chức năng chụp chân dung xóa phông cũng được chúng tôi nâng cấp và cải tiến thuật toán Natural Bokeh để có phông nền chân thật và tự nhiên hơn khi chụp chân dung. Quay video trên Bphone B86 được cập nhật chức năng tracking nhận diện khuôn mặt liên tục. Chức năng này giúp cho khi quay hình ảnh chuyển động của con người thì máy sẽ tự động lấy nét vào khuôn mặt, làm cho hình ảnh luôn mượt mà và chính xác. Chức năng zoom volume khi quay phim cũng được chúng tôi đưa vào phiên bản Bphone B86 lần này. Chức năng này giúp định hướng, khuếch đại và làm rõ âm thanh khi chúng ta quay zoom với các đối tượng ở xa, giống như khi chúng ta tiếp cận lại gần đối tượng vậy. Vâng, đó là quay phim. Với chụp ảnh thì mục tiêu của các kỹ sư camera của chúng tôi luôn đặt ra là vượt qua các giới hạn của nhiếp ảnh. Trong lần hé lộ gần đây, CEO của chúng tôi, anh Nguyễn Tự Quảng, đã hé lộ một vài hình ảnh rất đẹp mắt về các khoảnh khắc ly cà phê rơi với những cọ giọt cà phê và những hạt bột màu bắn lên. Rất đẹp mắt phải không ạ? Những hình ảnh này đã nhận được phản hồi rất tích cực từ BFan. Hẳn đây là những hình ảnh mà các bạn ít thấy trong cuộc sống bình thường vì nó diễn ra rất nhanh mà mắt thường chúng ta không kịp ghi nhận khi chúng xảy ra. Trong nhiếp ảnh, kỹ thuật chụp những khoảnh khắc như vậy thường được gọi là kỹ thuật chụp đóng băng khoảnh khắc chuyển động. Tôi xin nhấn mạnh, chụp đóng băng khoảnh khắc chuyển động. Và đây là một số hình ảnh như vậy. Những khoảnh khắc này nó diễn ra cực kỳ nhanh. Ví dụ như khoảnh khắc quả bóng bay vỡ, nó chỉ diễn ra trong vòng 1/1000 giây. Trong khi tốc độ ghi hình của mắt người thông thường là 1/30 giây. Để chụp những khoảnh khắc như thế này, chúng ta rất khó thực hiện bằng những kỹ thuật chụp thông thường. Chúng ta không thể biết lúc nào khoảnh khắc xảy ra hay thời điểm nào đẹp nhất để mà bấm máy. Và nó càng khó hơn khi chụp bằng điện thoại. Bphone B86 đã vượt qua giới hạn này như thế nào? Và hôm nay, ngay tại trường quay S14 này, tôi sẽ sử dụng Bphone B86 để chụp những hình ảnh như vậy với những điều kiện thậm chí là khó hơn, khoảnh khắc xảy ra nhanh hơn. Và để thực hiện phần này, tôi xin mời anh Hoàng Mạnh Cường hỗ trợ tôi. Anh Cường là cộng sự của tôi và đã cùng tôi thực hiện nhiều các cái thử nghiệm liên quan đến tính năng chụp đóng băng khoảnh khắc này. Và hôm nay tại đây thì anh sẽ giúp tôi một cái thử thách nó khó khăn hơn. Anh sẽ sử dụng cái này và bắn vỡ tấm bia làm bằng kính cường lực kia. Đây là một khoảnh kỹ thuật chụp rất là khó. Tôi sẽ set up để các bạn có thấy hồi hộp không ạ? Tôi cũng rất hồi hộp. Bây giờ tôi sẽ set up để cho Bphone B86 sẵn sàng để chụp bức ảnh này. Vì tôi không biết là anh Cường sẽ bắn vào tấm bia này lúc nào, nên nhưng Bphone B86 sẽ giúp tôi thực hiện điều đó. Tôi sẽ chọn tính năng chụp khoảnh khắc trên Bphone B86. Và thực hiện bấm nút chụp. Bphone B86 đã sẵn sàng. Anh Cường, anh đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng.
Anh có thể bắn được trúng tấm bia này từ khoảng khắc bao xa? Tôi có thể đứng từ dưới cuối sân khấu để bắn lên. Thôi, nhưng mà hôm nay thì anh đứng ở đây để gần hơn, để đảm bảo rằng anh bắn trúng tấm bia và làm vỡ nó, được không ạ? Vậy thì anh không cần chúc tôi may mắn đâu. Không, nhưng tôi vẫn chúc anh may mắn. Vâng, xin mời anh. À, khoan. Nhưng mà tôi nhắc lại, anh phải bắn trúng tấm bia chứ không phải vào cái bifone của tôi nhé. Anh yên tâm. Vâng, xin mời anh. Wow. Các bạn có nghĩ là Bphone đã ghi được khoảnh khắc này chưa ạ? Các bạn có thấy hồi hộp không ạ? Tôi cũng rất hồi hộp. Bây giờ chúng ta cùng xem hình ảnh mà Bphone ghi lại được nhé. Bphone V86 đã tự động ghi lại được một loạt các cái khoảnh khắc mà khi mà tấm kính vỡ ra, nó tự động bắt cái chuyển động và ghi lại. Các bạn có thể thấy đây là thời điểm, đây là thời điểm mà anh Cường bắn, và tôi thấy là anh Cường bắn hơi chạch một tí, không vào vòng 10. Thực sự là tôi rất háo hức để mà có thể chia sẻ cái hình ảnh, những cái bức ảnh này vừa rồi cho BeFan. Tôi sẽ gửi cái những hình ảnh này cho anh Nguyễn Tiểu Quảng và nhờ anh ấy đăng lên trên cộng đồng của BeFan để mọi người cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời này. Vâng, để thực hiện các cái kỹ thuật chụp như thế này, thông thường các nhiếp ảnh gia phải kết hợp sử dụng nhiều phụ kiện hỗ trợ và kỹ thuật chụp rất phức tạp. Họ phải đồng bộ tốc độ ghi hình của máy với tốc độ chuyển động của vật thể, kèm theo đánh đèn flash trong phòng tối. Nó rất cầu kỳ và phức tạp. Và như các bạn thấy, Bphone V86 đã vượt qua giới hạn này rất dễ dàng, phải không ạ? Điều thú vị là ai cũng có thể dễ dàng thực hiện, không cần các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, không tốn nhiều thời gian. Điều đó đã trở nên rất đơn giản nhờ nhiếp ảnh điện toán. Camera trên Bphone V86 đã vượt qua giới hạn của kỹ thuật truyền thống, giúp bạn thỏa sức sáng tạo hình ảnh một cách dễ dàng. Chụp ảnh đóng băng khoảnh khắc chuyển động trở nên đơn giản và vui hơn. Tính năng này còn có thể sử dụng để chụp những hình ảnh quảng cáo sản phẩm sống động và dễ dàng hơn. Ai cũng có thể tự chụp cho mình những bức ảnh đẹp như những bức ảnh trên đây. Chúng tôi gọi nó là nhiếp ảnh điện toán. Giới hạn thứ hai mà Bphone V86 đã vượt qua là giới hạn về ghi nhận hình chi tiết hình ảnh của cảm biến nhỏ trên điện thoại. Khi chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu bằng camera trên điện thoại, hẳn là bạn đã từng thấy những bức ảnh như thế này. Nó rất nhiều nhiễu, không sắc nét và màu sắc, vật thể không đúng. Hay khi chụp những bức ảnh ngược sáng, chi tiết ở vùng tối rất là khó thể hiện và bạn có thể là không nhìn thấy. Đó là do giới hạn về cảm biến nhỏ của camera trên điện thoại. Và đây là bức ảnh được chụp bằng Bphone V86 cũng với điều kiện chụp như hai bức ảnh trên. Các bạn có thể thấy ảnh chụp tối không nhiễu, độ chi tiết tốt, màu sắc được bảo toàn. Còn ảnh ngược sáng thì vùng tối được thể hiện rõ, nét và rất rõ nét hơn, đúng không ạ? Bphone V86 đã vượt qua giới hạn này như thế nào? Như chúng ta đã biết, thì cụm camera trên điện thoại nó rất nhỏ, nhỏ hơn tới 35 lần so với máy ảnh thông thường. Vì thế nó tồn tại nhiều giới hạn, nhiều sai số.
sai số về màu sắc, về độ sắc nét chi tiết, về sự tiêu hao năng lượng ánh sáng và chất lượng ánh sáng khi đi qua hệ thống ống kính vào cảm biến. Chúng tôi giải quyết bằng công nghệ Edge Correction do chính các kỹ sư BKV phát triển, xử lý dữ liệu ngay từ đầu vào. Các hãng sản xuất điện thoại cao cấp khác thường sử dụng AI để xử lý, tái tạo thông tin hình ảnh dựa vào ảnh đã chụp để cải tiến chất lượng ảnh. BKV sử dụng công nghệ điện toán can thiệp ngay từ dữ liệu ánh sáng thô trước khi tái tạo hình ảnh, bảo toàn tối đa độ trung thực của màu sắc, độ sắc nét của hình ảnh, độ mềm mịn của chi tiết và giảm thiểu tối đa nhiễu hạt. Nó tiệm cận với độ chính xác nhất trước khi tiếp tục được xử lý bằng thuật toán AI. Và giới hạn thứ ba mà Bphone B86 đã vượt qua đó là giới hạn vật lý của hệ thống thấu kính điện thoại. Đây là hình ảnh chụp cận cảnh cháy mướp đắng. Các bạn có thể thấy chỉ phần đầu cháy mướp là sắc nét, các phần còn lại thì bị mờ. Hay đây là hình ảnh của một chiếc đồng hồ, người chủ shop đồng hồ muốn chụp cận cảnh nó để khách hàng có thể nhìn rõ các chi tiết nhỏ nhất trên sản phẩm. Nhưng rất tiếc là hình ảnh chỉ rõ nét được ở một phần của chiếc đồng hồ thôi. Đó là do hiệu ứng quang học của tất cả một hệ thống thấu kính máy ảnh nào. Càng tiếp cận gần để phóng đại vật thể thì khoảng ảnh rõ nét càng bị thu hẹp, kể cả là máy ảnh chuyên nghiệp. BKAV đã phát triển công nghệ Edge Macro để vượt qua giới hạn này. Đây là ảnh chụp bằng Bphone B86. Với công nghệ Edge Macro cùng với điều kiện như thế, các bạn có thể thấy là bức ảnh chụp cháy mướp đắng thể hiện nét từ đầu đến cuối cháy mướp, hay như chiếc đồng hồ, tất cả các chi tiết đều sắc nét, thể hiện sản phẩm một cách thật nhất với đầy đủ độ sắc nét cần thiết nhất. Edge Macro là công nghệ điện toán mà BKV đã phát triển và đưa vào sử dụng từ Bphone 3. Trên Bphone B86, chúng tôi nâng cấp công nghệ này giúp người dùng có thể tùy chọn khoảng ảnh nét rộng hơn theo ý muốn. Đặc biệt, trên Bphone B86, chúng tôi cung cấp một chức năng dành riêng cho những người bán hàng online, đó là chức năng chụp sản phẩm. Với chức năng này thì sản phẩm có được sự phóng đại cần thiết trong khi mọi chi tiết đều sắc nét, thể hiện được đúng màu sắc và chất liệu của sản phẩm. Quan trọng là thao tác sử dụng cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần giơ máy lên, căn khung hình và chụp. Không một máy ảnh chuyên nghiệp hay smartphone nào có thể thực hiện đơn giản đến như vậy. Với máy ảnh chuyên nghiệp, để chụp những bức ảnh macro có khoảng nét rộng thế này, cần phải thực hiện rất phức tạp, cầu kỳ, tốn nhiều thời gian và đầu tư thiết bị chuyên dụng như những hình ảnh trên đây. Và không dừng lại ở đó, với công nghệ điện toán, chúng tôi đã làm cho một ống kính với tiêu chuẩn có thể chụp được những bức ảnh có hiệu ứng góc rộng. Ảnh bên trái là được thực hiện bởi camera chính của Bphone B86 và ảnh bên phải cũng được chụp bởi camera đó nhưng sử dụng công nghệ chụp góc rộng. Các bạn có thể thấy là hình ảnh góc rộng rất là thú vị, phải không ạ? Với chỉ một camera chính, Bphone B86 có thể cung cấp tính năng tương đương với 3 camera với các ống kính tiêu chuẩn, ống kính macro và ống kính góc rộng. Chúng tôi gọi đó là nhiếp ảnh điện toán. Xin cảm ơn. Khoảnh khắc anh Nam vừa mới chụp bằng Bphone B86 lên Bphone Fan Club để tất cả các bạn có thể chiêm ngưỡng. Bức ảnh rất tuyệt vời, đặc biệt là khi chúng ta xem trực tiếp như vậy. Chức năng này thì Bphone B86 có thể được sử dụng cho những người sử dụng để chụp ảnh quảng cáo. Sẽ rất là tiện lợi, rất là tuyệt vời. Kể cả là chúng ta sử dụng những máy ảnh chuyên nghiệp cũng khó có thể có được những bức ảnh như vậy. Và để có được những tính năng chụp ảnh không giới hạn trên Bphone
thì chúng tôi đã hợp tác cùng với nhiếp ảnh gia nổi tiếng là anh Tuấn Lion ở tinhte.vn. Đây là những kiến thức và những kinh nghiệm về các kỹ thuật nhiếp ảnh của chuyên gia hàng đầu và đã được tích lũy trong nhiều năm. Và nó đã được chia sẻ để chúng tôi có thể hiện thực hóa nó trên Bphone bằng những công nghệ mới nhất. Đây là những công nghệ hàng đầu, lần đầu tiên có trên smartphone và tạo nên công nghệ nhiếp ảnh điện toán của Bphone B86. Bằng công nghệ, một camera trước của Bphone B86 có thể cung cấp các tính năng như hai camera thông thường. Và hai camera sau có thể tương đương với 5 camera khác. Và còn hơn thế nữa. Vâng, tôi xin cảm ơn anh Tuấn Lion. Và bây giờ thì tôi xin mời anh Trần Việt Hải là Tổng Giám đốc công ty BKAV Electronics, người phụ trách thiết kế phần cứng của Bphone B86. Xin mời anh Hải. Chúng ta vừa chiêm ngưỡng những bức ảnh rất xuất sắc của Bphone B86 sử dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán và trí tuệ nhân tạo. Để thực hiện điều này, năm nay chúng tôi lựa chọn nâng cấp chip xử lý cho Bphone B86 là chip Snapdragon 675. Điểm đặc biệt của chip này là core xử lý AI tốt gấp 2,5 lần so với Bphone 3 Pro, mang lại năng lực xử lý nhanh hơn và mượt mà hơn. 0,4% là con số pin phải bảo hành của Bphone trong suốt thời gian sử dụng. Con số này nói lên chất lượng của pin vốn là điểm mạnh truyền thống trên các dòng Bphone. Như năm ngoái thì chúng tôi có đề cập là công nghệ thiết kế điện tử và chất lượng linh kiện là hai yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng của pin. Năm nay, thách thức đặt ra là cân bằng hiệu năng xử lý với độ bền bỉ của pin, và mấu chốt ở đây nằm ở công nghệ thiết kế tản nhiệt. Một công nghệ thiết kế tản nhiệt tốt là một công nghệ thiết kế tản nhiệt cân bằng. Nếu quá trình tản nhiệt xảy ra quá nhanh, khi đó nhiệt lượng của CPU được dẫn truyền ra khung máy, điều này làm cho người dùng có cảm giác là máy nóng và ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm. Còn ngược lại, nếu tản nhiệt không tốt, các linh kiện bên trong bị ủ nhiệt, làm giảm hiệu năng hoạt động của máy và tuổi thọ linh kiện, đặc biệt là pin. Các kỹ sư của BKAV đã phân tích các vấn đề trên dựa trên cái mô hình mô phỏng quá trình tản nhiệt của Bphone. Và các nguồn nhiệt ở đây đến từ con chip, đến từ màn hình, đến từ camera và speaker được bố trí tập trung phần lớn ở phía trên của máy. Các cái đường thoát nhiệt bao gồm là các phần kim loại của khung máy, các tấm vật liệu tản nhiệt có hệ số truyền nhiệt và các hướng dẫn nhiệt khác nhau. Và giải pháp tản nhiệt cân bằng ở đây là chúng ta cần phải tính toán các đường thoát nhiệt cho các loại vật liệu này. Và nguyên lý cũng giống như là chúng ta điều tiết dòng chảy của nước, nơi các van dẫn nhiệt từ chip theo phương Z đến phần khung kim loại của máy và một loạt các hệ thống van dẫn nhiệt chạy dọc theo thân máy để tản cái nhiệt này đến theo phương XY. Và dựa trên cái nguyên lý này thì chúng tôi đã bố trí đa dạng các cái tấm tản nhiệt có độ dày khác nhau, kích thước khác nhau để cùng tham gia điều tiết cân bằng quá trình truyền dẫn nhiệt. Và nhờ đó đã giải được bài toán tản nhiệt, giúp cho pin hoạt động bền bỉ và mang lại trải nghiệm không giới hạn cho người dùng. Hơn một năm qua, đội ngũ kỹ sư thiết kế giàu kinh nghiệm của BKAV đã ngày đêm nghiên cứu để đưa đến công chúng chiếc Bphone thế hệ thứ tư mang tên Bphone B86 thật sự ấn tượng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ kỹ sư thiết kế đã làm việc không biết mệt mỏi, hàng ngàn lần thử nghiệm để kiểm soát áp lực, áp suất nước trên từng linh kiện cơ khí của Bphone B86 trước khi chuyển giao bản vẽ để sản xuất.
BPhone B86 tiếp tục kế thừa và phát huy những tính năng hiệu quả trên BPhone 3 trước đó. Tuy nhiên, đội ngũ thiết kế đã đặt nhiều tâm huyết để cho ra sản phẩm chống nước tiêu chuẩn cao, cao hơn cả tiêu chuẩn IP68. BPhone B86 được trang bị chuẩn chống nước ở mức 2m trong thời gian 30 phút. Chúng tôi gọi đó là IP68+. Có đến 106 công đoạn liên quan đến bảo vệ chống nước trong tổng số 193 công đoạn sản xuất. Hàng chục công đoạn phải thực hiện tỉ mỉ để đảm bảo sự chính xác cao của sản phẩm. Tất cả các công đoạn chống nước đều được kiểm soát bằng thiết bị kiểm soát áp lực và áp suất nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chống nước cao nhất cho BPhone B86. Nước là nguyên nhân hàng đầu làm hỏng các điện thoại. Hơi nước lọt vào trong máy làm hỏng các linh kiện điện tử. Và ngay từ khi sản xuất BPhone 3 thì chúng tôi đã trang bị tiêu chuẩn chống nước IP68 giúp chất lượng bền bỉ do hơi nước không thể lọt vào bên trong máy. Vậy chống nước trên BPhone B86 sẽ như thế nào? Tôi thì hiện nay đứng ở vị trí này thì tôi không nhìn thấy màn hình nó có còn sáng hay không. Nhưng là tôi rất là tự tin là chắc là nó còn sáng. Không biết nó còn sáng không ạ? Vâng, tôi chắc là nó còn sáng. Không dừng lại ở tiêu chuẩn IP68, các kỹ sư của BKV đã vượt qua thách thức để nâng cấp tiêu chuẩn chống nước trên BPhone B86 cao hơn tiêu chuẩn chống nước IP68. BPhone B86 được trang bị chuẩn chống nước ở mức 2m trong khoảng thời gian 30 phút. Và chúng tôi gọi đó là tiêu chuẩn IP68+. BPhone 3 đã tốt. Nay BPhone B86 càng tốt hơn. Điều này đồng nghĩa tất cả các công đoạn sản xuất của BPhone B86 liên quan tới chống nước đều phải được kiểm soát, như là test áp lực, test áp suất nước. Số lượng quy trình kiểm soát và xử lý chống nước trên BPhone B86 lên tới 106 công đoạn trong tổng số 193 công đoạn. Nó chiếm tới 55% tất cả các công đoạn sản xuất. Và trên thị trường thì chỉ có vài sản phẩm đếm trên đầu ngón tay có cái tiêu chuẩn sản xuất cao đến như vậy. Ngoài nâng cấp tiêu chuẩn chống nước, khung máy của BPhone B86 cũng được nâng cấp và tăng độ cứng lên tới 30% so với BPhone 3. Và với kiến trúc khung mới này thì BPhone B86 sẽ giúp cho việc chống nước trở nên bền bỉ hơn trong suốt quá trình sử dụng. Và bên cạnh đó, BPhone B86 còn được kiểm thử hoạt động ở môi trường có nhiệt độ xuống tới -18°C. Đây là giải nhiệt độ chỉ xuất hiện ở những cái vùng mà rất là khắc nghiệt ở trên thế giới. Và điều này cũng chỉ có được khi BPhone sử dụng các cái linh kiện rất là cao cấp, nên có cái giải hoạt động nhiệt độ nó đến lớn đến như vậy. Các kỹ sư của BKV luôn đặt ra những cái thách thức mới, những cái giới hạn mới trong thiết kế để liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Các cái tiêu chuẩn của BPhone thì ngày càng được nâng cấp một cách toàn diện và trọng tâm. Và như các bạn thấy, khi mà chúng ta sử dụng BPhone thì theo hàng năm rất ít bị suy giảm về mặt hình thức. Là bởi vì BPhone có những cái thiết kế rất là tối giản, rất là tinh xảo và sử dụng các cái vật liệu rất là cao cấp. Trong cùng một mức giá thì khó có sản phẩm nào mà có tiêu chuẩn cao như vậy, từ tiêu chuẩn chống nước đến các cái tiêu chuẩn về nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm. Với BPhone B86 thì chúng tôi mong muốn mang tới những cái sản phẩm mà có cái chất lượng tốt nhất,
hướng tới cái sự trải nghiệm không giới hạn. Xin cảm ơn. Quá trình trình bày của anh Thắng, các bạn vẫn thấy đây, nó vẫn hoạt động. Và tôi còn muốn làm thêm một thử nghiệm nữa. Tôi sẽ mời một bạn ở đây lên giúp tôi ạ. Mời em. Em cầm điện thoại nhé. Bây giờ tôi sẽ đọc số điện thoại ở trong bể cá này và em sẽ gọi điện vào. 0916 44 88 88. Rồi, là cùng gọi. Em cứ nghe gì được. Bật chuông lên. Tôi rất là tự tin nhưng là cũng rất là hồi hộp. Rồi là còn thêm chúng ta phải chống dịch nữa nên là nó dài hơn đúng không? Ngó tôi xem là vạch sóng đây có. Đây là không phải là kịch bản đâu nhá. Tôi hồi hộp thật đấy. Vâng, xin cảm ơn. Hình như là tôi làm việc nào nó cũng phải gay cấn thì phải. Các bạn thấy đấy, thì Bphone B86 vẫn hoạt động bình thường. Tất nhiên đây chỉ là chưa đến 1 mét. Bphone của chúng ta có thể hoạt động ở mức 2 mét. Và như vậy thì với tính năng chống nước của Bphone B86 thì người sử dụng có thể thoải mái với những trải nghiệm không giới hạn. BOS có hàng trăm nghìn tính năng lớn nhỏ. Chúng tôi đặt ra rằng là phải trau chuốt tất cả để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tính năng tìm kiếm danh bạ là một ví dụ. Tính năng này thuận tiện hơn rất nhiều trên BOS. Người dùng chỉ cần một nửa số thao tác so với hầu hết các điện thoại khác để tìm ra người họ cần. Bên cạnh đó, chúng tôi phát triển một thuật toán phân tích chuỗi hành vi của người dùng để tối ưu kết quả tìm kiếm. Tùy vào các hành vi đang diễn ra, các kết quả tìm kiếm liên tục được tính điểm. Dựa vào các điểm số này, chúng tôi có thể dự đoán đúng nhất người họ đang muốn tìm. Hay về tính năng điều hướng bằng cử chỉ, trên BOS, người dùng có thể vuốt các cạnh để thực hiện back về home, vuốt và giữ cạnh dưới để vào đa nhiệm. Thuật toán phân tích cử chỉ của chúng tôi cần đảm bảo để ai cũng đều luôn thấy thật thoải mái, thật như ý. Người dùng của chúng tôi dễ dàng thực hiện các thao tác này một cách tự nhiên và đã dành cho nó nhiều lời khen ngợi. Đây là kết quả rất khích lệ đối với chúng tôi. Các kỹ sư của chúng tôi đã phát triển một hệ thống nội bộ. Các nhà thiết kế có thể dùng hệ thống này để sáng tạo ra các hiệu ứng mới, trau chuốt chúng tới từng frame hình và chạy thử được ngay trên Bphone. Đó chỉ là hai ví dụ nhỏ. Khắp mọi góc ngách của BOS là các ví dụ như thế. Làm sao để người dùng BOS thực sự có trải nghiệm không giới hạn trong từng tính năng tưởng như rất bình thường mà họ dùng hàng ngày? Là câu hỏi mà đội ngũ phát triển BOS chúng tôi luôn đau đáu từ tận tâm của mình. Bphone B86 sẽ chạy hệ điều hành BOS 8.6 phiên bản mới nhất. Trong hàng trăm nghìn tính năng của BOS, hàng nghìn tính năng được sinh ra từ chính các góp ý của cộng đồng Bphone Fans Club. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Full Gesture, hệ thống điều khiển bằng cử chỉ toàn diện.
Như các bạn đã biết, vào năm ngoái, BKAV là nhà sản xuất đầu tiên. Đưa ra định nghĩa về điều khiển bằng cử chỉ toàn diện. Sau đó, điều khiển bằng cử chỉ đã thành một xu thế. Hầu hết các nhà sản xuất đều có tính năng này, chủ yếu là để thực hiện về home, back và đa nhiệm. Nhưng họ vẫn chưa đạt tới trình độ full gesture của BOS. Trên BOS, người dùng có thể điều khiển mọi thứ dễ dàng bằng cử chỉ. Có thể khẳng định BOS đang dẫn đầu xu thế này. Sau đây thì mời các bạn đến với phần demo để dễ hình dung về điều này. Trước mặt tôi là một chiếc điện thoại Bphone B86 chạy điều hành BOS 8. Để bật điện thoại lên thì tôi chạm hai lần vào màn hình. Tôi vào một ứng dụng. Cũng như trên các phiên bản BOS trước, người dùng vẫn có thể vuốt đáy màn hình để về home. Vuốt cạnh để back. Các bạn có thể thực hiện từ cả
chuông sẽ tắt. Hay khi như tôi đang nghe điện thoại ở nơi hơi ồn, tôi muốn tăng âm thoại lên, tôi chỉ cần vuốt vân tay thế này. Một tình huống cũng phổ biến khác là khi các bạn đang ở chỗ đông người và duyệt Facebook. Một video tự nhiên bật lên và phát ra tiếng động. Bạn cũng chỉ cần úp điện thoại, ngay lập tức tiếng video sẽ tắt ngay. Ở các tình huống mở nhầm âm thanh khác, các bạn cũng đều có thể làm như vậy. Úp máy là tắt tiếng. Các bạn thấy không? Với các cử chỉ này, cảm xúc khi sử dụng Bphone còn tuyệt vời hơn nữa. Hệ thống Full Gesture của BOS là toàn diện và vô cùng tiện lợi. Nhiều người dùng của chúng tôi chia sẻ về việc lâu lắm rồi không dùng tới phím vật lý. Trải nghiệm này trên BOS 8.6 còn tốt hơn và hoàn thiện hơn nữa. Đây cũng là lý do chúng tôi quyết định bỏ đi toàn bộ các phím vật lý bao gồm phím nguồn và phím âm lượng. Các phím này vốn đã trở nên thừa thãi. Chúng tôi bổ sung thêm nút reset nhỏ chỉ để dùng cho một số tình huống đặc biệt. Với thiết kế như vậy, Bphone B86 có một vẻ đẹp rất hiện đại và phong cách. eSIM hỗ trợ. Hỗ trợ eSIM là một tính năng cao cấp. Hiện chỉ có một vài điện thoại flagship đắt tiền hỗ trợ eSIM. Một eSIM có khả năng lưu nhiều SIM đồng thời, nhưng tại một thời điểm chỉ có một SIM có thể hoạt động để gọi điện, nhắn tin. Các SIM còn lại của eSIM thì không. Điều này làm trải nghiệm sử dụng eSIM trên các máy flagship này cũng không khác gì khi sử dụng SIM vật lý. Là một thiết bị cao cấp, Bphone B86 cũng hỗ trợ eSIM. Điểm khác biệt là bằng giải pháp công nghệ phối hợp nhịp nhàng giữa phần cứng và phần mềm, người dùng BOS sẽ có cảm giác họ thực sự đang dùng 3, 4 hay thậm chí 16 SIM đồng thời. Điều này sẽ đem lại trải nghiệm rất tốt cho những người thường xuyên có nhu cầu dùng đồng thời 3 SIM trở lên. Mời các bạn xem demo. Trước mặt tôi là một chiếc điện thoại Bphone B86. Chiếc điện thoại này có một SIM vật lý và một eSIM. Trong eSIM thì lại có 2 SIM. Vậy tổng cộng là tôi đang có 3 SIM. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh Trung. Tôi tìm anh Trung. Để gọi cho anh Trung bằng SIM 3, tôi chỉ cần giữ nút gọi và chọn SIM 3. Vâng, thế là xong. Cũng tương tự như vậy, khi muốn nhắn tin cho anh Trung bằng SIM 3, tôi tìm anh. Gõ nội dung, giữ nút gửi và chọn SIM 3. Vâng, rất dễ dàng phải không ạ? Tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Cảm ơn các bạn. Thành công của Bphone hôm nay có thể nhìn vào danh sách cửa hàng phân phối smartphone Bphone và các B-Store có mặt trên cả nước. Với mục tiêu đem đến cho người dùng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc ưu đãi tốt nhất. Đến với B-Store sẽ được phục vụ, tư vấn nhiệt tình, được hướng dẫn trải nghiệm các mẫu Bphone với tính năng ưu việt và phù hợp với người dùng. Khi mình bước chân vào B-Store thì mình thấy là không gian nó sang trọng và những cái ánh sáng, những cái hiệu ứng để thiết bị trên bàn nhìn rất là gọn gàng. Các bạn ấy cũng thỉnh thoảng có gọi điện để hỏi xem là tôi đã sử dụng điện thoại như thế nào và có cần hỏi gì không. B-Store thì được trang trí trong một cách rất là tinh tế và trang nhã, nó tạo cho mình cảm giác thoải mái khi mà mình đi vào cũng như là trải nghiệm dịch vụ. Và các nhân viên ở đây thì làm việc cũng rất là tận tình. Chiếc Bphone được trao đến tay người dùng và được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận, thể hiện sự tin tưởng của người tiêu dùng về sản phẩm smartphone của Việt Nam.
sản phẩm mang đến trải nghiệm không giới hạn. Chúng tôi cũng mong muốn các dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật mang đến trải nghiệm không giới hạn cho khách hàng. Chính vì thế, Bphone Store, tổ hợp dịch vụ khách hàng cao cấp đã được BKV mở từ cuối năm 2019. Bphone Store cũng đã mở B-Coffee trên toàn hệ thống với mong muốn Bphone Store sẽ trở thành nơi giao lưu của cộng đồng những người yêu thích Bphone. BKV trong nhiều năm liên tiếp nằm trong top 10 dịch vụ hoàn hảo. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Bphone luôn được đánh giá là tốt nhất. Bphone cũng là nhà sản xuất điện thoại đầu tiên tung ra dịch vụ bảo hành và sửa chữa tại nhà. Bphone B86 sẽ được bảo hành 12 tháng và một đổi một trong 30 ngày. Thêm nữa, tất cả các khách hàng sẽ được tặng tai nghe cao cấp khi mua Bphone B86 tại hệ thống Bphone Store cũng như các cửa hàng của Mobifone trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào đã xây dựng được cộng đồng Bphone Fan Club văn minh, sôi nổi và nhiệt tình. Các Bphone đều có chung một cảm nhận về Bphone Fan Club như một đại gia đình, là cộng đồng fan chất. Và từ tận tâm của mình, chúng tôi xin dành lời cảm ơn đến các bạn, những người đã đóng góp cho cộng đồng Bphone Fan Club. Xin cảm ơn. Chắc nhiều bạn trong chúng ta cũng từng làm thất lạc điện thoại. Đây là một trải nghiệm không hề dễ chịu, nhưng nó lại thường xuyên xảy ra. Với Bphone thì 89% máy thất lạc là có khả năng tìm lại được. Điều này thật là tuyệt vời. Nhưng vì sao? Chúng ta hãy cùng xem đoạn clip sau đây. Hồi hộp, kịch tính, nan giải. Hành trình tìm lại Bphone 3. Thành công. Nhiều khách hàng đã tìm lại được Bphone 3 khi bị mất nhờ tính năng bảo mật cao cấp tích hợp trong phần cứng và nhân hệ điều hành của Bphone 3. Trong đó, trường hợp của khách hàng Phạm Duy Hùng là đặc biệt hồi hộp và bất ngờ nhất, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi của cộng đồng. Bên cạnh đó, câu chuyện tìm lại Bphone 3 của anh Đỗ Xuân Lam sau 6 tháng trời cũng khiến cộng đồng Bfans vô cùng thích thú. Và ngay khi mà mua máy thì việc đầu tiên tôi làm là cài đặt số dự phòng để chống trộm. Chiếc máy giờ rơi ở phố lớn, cho nên là lúc mà quay lại thì đã không còn nữa rồi. Thì thời điểm đấy có khả năng là người ta đã tháo sim, thì mình có gọi điện về tổng đài để yêu cầu khóa máy. Thực sự là mình cũng không có nhiều hy vọng để tìm lại nó đâu. Nhưng mà với cái sự hỗ trợ của bên BKV ấy, cứ liên tục như thế thì trong khoảng thời gian dài. Sau 6 tháng lưu lạc, chiếc điện thoại của anh Lam ban đầu bị mất từ Hà Nội, sau lại có tín hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng được một người tại Đà Nẵng liên lạc cũng đã quay trở về với chủ nhân của nó. Có được điều đó là nhờ tính năng bảo mật, chống trộm cao cấp cho Bphone mà các kỹ sư của BKAV đã dày công xây dựng. Chúng tôi đã cung cấp cho Bphone một phần mềm an ninh bảo mật nên là điện thoại vẫn được bảo vệ một cách tối đa. Mất điện thoại rồi lại tìm được, bạn có thể cho là dựa vào may mắn, còn chúng tôi thì cho rằng đó là nhờ vào công nghệ. Tám mươi chín phần trăm Bphone thất lạc tìm về với chủ máy. Khá nhiều Bphone đã được trải nghiệm điều này.
với mỗi khách hàng, như vậy giúp tiết kiệm nhiều triệu đồng và quan trọng hơn là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Bphone luôn kết nối với chủ máy. Bphone B86 còn được thiết kế ở một tiêu chuẩn cao hơn, kết nối chặt chẽ hơn, tăng hiệu quả chống trộm. Để làm điều này, chúng tôi không chỉ cải tiến về công nghệ mà còn phân tích tâm lý của người nhặt được máy, từ đó đưa ra các thông điệp mang tính nhân văn, tăng khả năng lấy lại máy cho chủ nhân. Tôi xin nhắc lại là 89% Bphone thất lạc tìm về với chủ máy. Chưa một nhà sản xuất nào trên thế giới có thể làm được những điều tương tự. Bphone B86 được trang bị phần mềm diệt virus BKAV Mobile Security, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tích hợp sâu vào nhân của hệ điều hành BOS. Theo thống kê của chúng tôi, có tới 27,8% điện thoại bị phát hiện có mã độc xâm nhập khi cài các ứng dụng mới. Và đây là một tỷ lệ rất cao. Nhưng với Bphone B86, bạn có thể thoải mái cài đặt ứng dụng theo nhu cầu của mình từ các chợ ứng dụng mà không phải lo các mối nguy về mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng, mã độc gián điệp theo dõi người dùng. Bphone là chiếc điện thoại duy nhất trên thế giới được tích hợp sẵn phần mềm diệt virus từ nhà sản xuất. Tôi chắc là nhiều bạn đã trải qua cái cảm giác như thế này. Bạn đang chơi game, bạn đang đạt rất nhiều điểm. Bỗng dưng có một quảng cáo nhảy ra và công sức của bạn coi như đổ xuống sông xuống biển. Hoặc bạn đang đọc tin tức, bạn đang làm việc bằng smartphone thì có những cái quảng cáo nhảy ra chiếm toàn bộ màn hình điện thoại của bạn. Rất khó chịu. Các bạn có gặp những cái trải nghiệm tồi như vậy thường xuyên không? Bphone B86 có thể giúp bạn thoát khỏi những trải nghiệm tồi tệ như vậy. Bphone B86 được trang bị công nghệ chống quảng cáo làm phiền. Công nghệ này tự động chặn các quảng cáo, mang lại cho bạn một cái trải nghiệm liền mạch khi sử dụng điện thoại. Một trải nghiệm khác, bạn đang ở trong một cuộc họp hoặc đang làm việc, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến và bạn rất băn khoăn là không nên nhấc máy hay là nên nhấc máy. Và sau đó thì bạn vẫn quyết định là sẽ nhấc máy. Nhưng ngay sau đó thì bạn lại nhận ra đây là một cuộc gọi rác. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn đó là một cảm giác rất bực mình. Nhưng thật không may, tình huống này lại khá phổ biến với tất cả chúng ta. Hãy nhớ rằng, chúng tôi không chỉ là nhà sản xuất smartphone. Chúng tôi còn là công ty hàng đầu về an ninh mạng. Chúng tôi sẽ giải quyết điều bực mình này cho các bạn. Các kỹ sư của BKAV đã tích hợp công nghệ chống cuộc gọi làm phiền trong Bphone B86. Công nghệ này tự động phát hiện và chặn các cuộc gọi không mong muốn, giúp bạn có những trải nghiệm không giới hạn với chiếc smartphone của mình. Các bạn có biết một sự thật như thế này? Hiện nay trên thế giới có hai hệ điều hành phổ biến cho smartphone. Nhiều người nghĩ Android dễ bị bẻ khóa hơn hệ điều hành còn lại. Tuy nhiên, điều này gần đây đã khác. Giới chuyên nghiệp mở khóa cho FBI gần đây đã khẳng định Android đã trở nên khó mở khóa hơn. Chúng tôi biết điều này. Với sự phong phú của Android hiện nay, không dễ để có một công cụ bẻ khóa hữu hiệu với các loại điện thoại Android khác nhau. Và điều này còn tuyệt vời hơn với cơ chế bảo mật của BOS. Bphone B86 được tích hợp sẵn phần mềm diệt virus từ nhà sản xuất, chặn tin nhắn rác, chặn cuộc gọi rác, chặn quảng cáo làm phiền và đặc biệt là khả năng chống trộm chưa nhà sản xuất nào có thể làm được. Đây là chiếc điện thoại bảo mật hàng đầu mang lại cho bạn những trải nghiệm không giới hạn. Trước khi công bố giá bán và các phiên bản của Bphone B86, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một dự án mới của chúng tôi. Đó là dự án về tai nghe không dây.
tai nghe không dây thế hệ đầu tiên của BKAV sẽ có hai dòng, là dòng tai nghe tiêu chuẩn và dòng tai nghe cao cấp. Và dự kiến chúng tôi sẽ mở bán, ra mắt tai nghe không dây vào trong vài tháng tới. Và bây giờ sẽ là nội dung mà tôi nghĩ rằng là các bạn đang rất là mong chờ. Năm nay, ngoài hai màu sắc mới, thì chúng tôi cũng bổ sung thêm nhiều phiên bản mới nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Và trong khi thì vẫn giữ nguyên triết lý về trải nghiệm không giới hạn trong những chiếc smartphone tầm trung và cận cao cấp. Đó là Bphone B40. Bphone B60. Bphone B86. Và Bphone B86S. Với những mức giá tương ứng như sau: 5.490.000 đồng, 6.990.000 đồng, 8.990.000 đồng, 9.990.000 đồng. Như vậy, chúng ta đã có Bphone thế hệ mới hoàn toàn không có phím bấm, chống trộm chưa từng có, camera nhiếp ảnh điện toán, chống nước chỉ có những máy cao cấp nhất, chăm sóc khách hàng toàn diện, mang đến cho người dùng những trải nghiệm không dễ có. Về ngày mở bán thì Bphone B86 và Bphone B86S sẽ được mở bán vào ngày 17 tháng 5, tức là sau ngày hôm nay đúng một tuần, tại hệ thống Bphone Store trên toàn quốc và tại chuỗi cửa hàng Mobifone. Các phiên bản Bphone B40 và Bphone B60 thì dự kiến sẽ được mở bán sau đó một tháng, tức là vào ngày 17 tháng 6. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang không khí lúc này tại các Bphone Store, nơi những chiếc vali khóa số đựng Bphone B86 đang chờ đợi để được mở. Và những người dùng đầu tiên sẽ được trải nghiệm chiếc smartphone mới nhất của chúng tôi. Xin trường quay cho tôi hình ảnh của các đầu cầu Bphone Store tại Đà Nẵng ạ. Tôi đã nhìn thấy đây rồi. Bphone Store tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Hà Nội ạ. Vâng, tất cả tôi đã thấy sự sẵn sàng. Chắc chắn là các bạn cũng đang rất là nóng lòng được chiêm ngưỡng, được cầm trên tay chiếc Bphone B86. Thì bây giờ, trước khi tôi đọc mã số bí mật, thì tất cả các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Rồi, tôi sẽ đọc mã số. Tôi đọc lại lần nữa. 406086. Vâng, cảm ơn các bạn tại trường quay ở đây, và chúng ta cùng nhau sẽ trên tay chiếc Bphone. Tuyệt vời. Xin cảm ơn. Chiếc vali này 406086 nhá. Thử xem là có bật cái khóa ra được đã không nào. Bật khóa được đã không nào. Wow, khóa bật ra rồi. Quý vị khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn, hai chiếc khóa này nó đã bật ra rồi. Mã số là 406086. Chúng tôi xin được nhắc lại ở để tất cả những đầu cầu khác, những Bphone Store khác có thể lưu mã số này nhá, để mở những chiếc vali đang có tại Bphone Store của quý vị. 406086. Chúng tôi sẽ chờ một chút ạ. Chúng tôi sẽ chờ một chút để những Bphone Store khác cũng nhập mã số này. Khán giả đang cảm thấy thế nào? Chúng ta chờ đợi từ đây đến giờ rồi. Vỗ tay thế này, bây giờ lên hình nó. Khán giả người ta nhìn thấy không rõ đâu các bạn. Các bạn có thể giơ cao tay vỗ tay kiểu chúng tôi là chiến sĩ được không? 406086 ạ. Đó là mã của chiếc vali này. Chúng tôi đã nhập vào. Ở đây rồi. Nó đã bật khóa lên rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ chính thức được nhìn thấy chiếc Bphone B86. Quý vị khán giả sẵn sàng chưa? Đếm ngược nha. 3, 2, 1. Đây rồi. Đó, cái màu hồng mà anh Quảng nhắc đến nãy giờ. Tôi nhìn gần hơn một chút được không ạ? Bạn có thể giơ lên cho khán giả có thể nhìn gần hơn. Đây chính là chiếc Bphone B86 của chúng ta. Chúng ta một tràng tay nào thưa quý vị. Tôi đang rất muốn. Trời ơi, nhìn tay bạn này run không? Đúng là cầm cái sự chờ đợi từ lâu nay cũng khác. Tôi có thể cầm một chút được không? Cảm ơn bạn. Đây thưa quý vị. Đây, Bphone B86, sản phẩm mới nhất của tập đoàn BKV. Một tràng vỗ tay nữa nào. Tôi không biết là quý vị nhớ được những gì, những thông tin gì liên quan đến chiếc Bphone B86 này. Cá nhân tôi xem xong phần livestream vừa rồi từ trường quay S14, tôi nhớ có mấy thông tin này. Thứ nhất là tất cả thao tác trên có một tay thôi, một ngón tay mình có thể làm được, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay nào. Thứ hai là chống nước, chắc chắn rồi, chống nước quá tuyệt vời. Thứ ba là chụp ảnh. Chụp toàn khoảnh khắc không? Ví dụ tia sét là mình hoàn toàn có thể lên cái mic sét là mình chụp được tia sét luôn này, đúng không quý vị? Quá đáng để chờ đợi đúng không? Tôi chỉ mới nhớ mang máng vào đây. À đây, còn cái này nữa, cái bếp tử. Tôi nhớ mang máng vậy thôi. Bây giờ mà trò chuyện sâu hơn về chiếc
BPhone B86 này thì tôi phải nhờ một người khác, một chuyên gia mà giới công nghệ là rất là quen mặt rồi, chuyên review. Những sản phẩm về công nghệ đã có mặt ở đây. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Vinh Vật Vờ. Một tràng tay để chào đón anh Vinh thưa quý vị. Anh Vinh thân mến, tôi là người đầu tiên tại BPhone B-Store này cầm chiếc iPhone này trên tay là khán giả, không phải là thành viên của BK. Về anh cũng vậy, anh là người thứ hai. Bây giờ trao nó cho anh này. Chuẩn bị cảm nhận nha, những cái chạm đầu tiên rồi. À, anh Vinh Vật Vờ, tuy tên nickname là Vật Vờ thôi, thế nhưng mà rất là tinh tế, sắc sảo, đặc biệt trong review những sản phẩm liên quan đến công nghệ. Tất nhiên bây giờ khi mà anh cầm chiếc BPhone này trên tay á, mà lần đầu tiên thì quá là khó để có thể nói ngay đúng không? Cho nên bây giờ cho anh một khoảng thời gian, chắc khoảng 1 phút đi, cầm chiếc BPhone này thật chắc anh nha. Okay. Review thật kỹ nha. Rồi. Trong vòng 1 phút nha, xem anh có thể chia sẻ gì với chúng ta đây. Trong lúc này thì tại những BPhone Store chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức đưa những chiếc BPhone B86 này lên những bàn trải nghiệm để quý vị có thể được nhìn ngắm trực tiếp và gần gũi hơn. Xin mời các thành viên của BKV ạ. Hãy cho chúng tôi nhìn gần hơn chiếc BPhone này. Quý vị khán giả có thể đứng dậy ạ, không nhất thiết là phải ngồi đâu ạ. Hãy đứng dậy lại gần hơn với chiếc BPhone của chúng ta. Ngay lúc này thì tại tất cả những BPhone Store khác, chúng tôi cũng đã bắt đầu mở khóa vali. Và quý vị khán giả cũng đã có cơ hội được trực tiếp nhìn tận mắt, sờ tận tay BPhone B86. Khán giả cảm thấy thế nào ạ? hãy tận dụng khoảng thời gian này, Bạn muốn trải nghiệm điều gì? Tôi nghĩ điều đầu tiên mà rất nhiều khán giả muốn được trải nghiệm ngay đấy là tính năng chụp ảnh của chiếc BPhone B86 này. Mà là chụp khoảnh khắc. Hãy tạo ra một chuyển động gì đó thật là nhanh trước camera của chiếc BPhone B86 này. Và thử xem là chiếc BPhone của chúng ta đang ghi lại khoảnh khắc này như thế nào. Bên cạnh đó cũng đừng quên là thử dùng một ngón tay thôi để các bạn có thể thao tác trên chiếc BPhone của chúng ta. Tôi tin là nó rất là thuận lợi. Bây giờ là khoảng thời gian mà chúng ta hãy cùng lắng nghe xem là anh Vinh nghĩ sao về chiếc BPhone B86 này lần đầu tiên cầm trên tay. Tôi đang không biết là quy trình để review một sản phẩm công nghệ của anh sẽ như thế nào, cho nên bây giờ tùy anh nha. Anh có thể nói tất cả những cảm nhận của anh về chiếc BPhone B86 này, xin mời. Xin chào quý vị khán giả đang xem TV cũng như là các bạn đang ở khu vực này, thì các bạn đã thấy rằng là mọi người đều đang có cơ hội để sờ chiếc điện thoại này rồi đúng không ạ? Thì trước đó thì mình đang sử dụng một chiếc là BPhone 3 Pro. Chiếc máy này thì cũng thời điểm này ra mắt thời gian trước, mình là một trong những người mua đầu tiên, có cả vát bị đàng hoàng luôn. Và
Cái đầu tiên thì mình thấy cái cảm nhận mà các bạn sẽ nhận ra đó là sự thay đổi về thiết kế. Trước đây đối với lại cái Bphone 3, các bạn sẽ nhìn thấy là nó hơi bị vuông vức, đúng không ạ? Và nhiều người bảo là trông nam tính quá. Nhiều khi thì chị em muốn mua chiếc điện thoại, muốn ủng hộ BKV thì cũng không biết có lựa chọn như thế nào. Thì với phiên bản Bphone 3, phiên bản là B86 lần này thì nó sẽ có các cái bo góc nó thon tròn cũng như mềm mại hơn. Đặc biệt mình thấy là BKV lần này là ra cả phiên bản màu hồng. Màu này thì mình nhớ đến cái màu hoa anh đào ở bên Nhật Bản và trông nó thực sự rất là quyến rũ. Và chúng ta còn có một cái màu xanh. Màu xanh như chiếc áo của BKV. Và đây cũng là màu xanh hòa bình nha các bạn. Cái nữa thì chúng ta sẽ nhìn ra là cái phần mà chúng ta hay gọi là cái trán du, thì lần này nó làm mỏng hơn. Đây, tôi sẽ để như thế này các bạn nhìn rõ. Đó, thì anh MC cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ? Thì cái trán lần này của chúng ta đã ngắn hơn lại một chút. Vì thế nên trông nó gọi là đỡ bị bướng hơn. Bình thường nhà con nào mà chúng ta mà trán hơi rô là sẽ rất là bướng. Bởi vậy nên B86 lần này trông nó gọi là rất là thân thiện và cũng như là gọn hơn trong tay của chúng ta. Ở phía sau cái mặt lưng thì đúng là cái bếp từ như cách anh gọi, thì thực sự là lần này cái bếp từ chúng ta nếu so với diện tích của các cái bếp từ đang có thị trường thì nó là nhỏ gọn nhất. Khi mà chúng ta sẽ chỉ có đây là hai cái camera. Nhưng mà mình thấy rằng là cái không gian để dành thêm những cái chữ AI bên cạnh thì nó hơi nhiều. Thậm chí là nếu có thể làm nhỏ hơn một chút. Nhưng mà có lẽ đây là cái ý đồ là làm bếp từ thế này phải đủ to người mới nhận ra được. Nhưng mà bếp nhỏ quá thì không để đun được cái gì hết. Rồi, ở phía sau thì vẫn sẽ có cảm biến vân tay chữ B ở đây. Nhưng mà mình nhận thấy là cái màu vàng năm nay có cái cảm giác hơi khác không nhỉ? Không biết là do mắt mình có bị siêu thị không mà mình thấy hai cái màu vàng hơi có tôi thấy hơi khác một chút. Đúng rồi, thực sự là có hơi khác một chút. Và ngoài ra nếu các bạn mà nhìn vào bên trong cái màn hình thì cái phiên bản B86 lần này nếu đọc qua cái thông số thì không có sự khác biệt lắm, nhưng nếu anh nhìn thì sẽ thấy là cái màn của B86 cũng sáng và trong hơn so với cái màn của thế hệ cũ, đúng không ạ? Chính xác. Và như vậy là rõ ràng là những cái cải thiện này thì có thể là nếu ta nhìn vào thông số hay xem ở trên TV thì các bạn sẽ không thấy, nhưng mà nếu cầm trên tay nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt một cách nhất định. Và đúng là cái chiếc B86 này như trong cái sự kiện thì anh Quảng có giới thiệu là khi ta vuốt một cái ngón tay chạy dọc theo thân như thế này thì nó rất là liền mạch, bởi vì nó không có cái phím nguồn mà tăng giảm lượng. Và thực sự cái phím này của mình thì bấm vào nó vẫn là phím nguồn, nhưng mà ban đầu mình tưởng nó phải ấn rất mạnh, nhưng không, cái phím này chúng ta không cần phải dùng móng tay chọc vào đâu, ấn nhẹ một cái là được.